Chà, wow, thơm chà, quá. Lưỡi heo kho đông cô hàu cô. Đến thử trước đã. Nè, ăn dụng coi chừng miệng nổi mụn đó. Trời, sao má ác dữ vậy? Nếu con không ăn dụng thì đâu có bị cái gì. Nè, nổi mụn đó. Chà. Ý, có 3 món thôi hả? Hôm nay là cơm tất niên cũng phải mua thịt quay. Không phải, có người thông báo má làm 3 món là đủ rồi. Không phải cơm tất niên mà con cũng chia ra hai bên ăn chứ? Con chỉ mượn nhà bếp này nấu thêm vài món thôi mà. Ngon đó. Bao nhiêu năm nay á, em thường vì bữa ăn của mấy ngày Tết mà phải chạy đôn chạy đấu, bận rộn cả ngày. Con thấy năm nay con rảnh nên phụ một tay. Xem ra hai vợ chồng con cãi nhau cũng không phải là một chuyện xấu. Ờ cô mà. Cái gì? Cô đừng đem chuyện con và em thường gây gỗ với nhau ra nói giống như là nghiêm trọng lắm, có được không vậy? Được. Hiểu, con biết rồi. Xin lỗi. Con nghe điện thoại, con vớt dầu đi. Alo. Em gái hả? Tình hình bên em sao rồi? Bên này cũng gần xong rồi đó. Bày ra bàn được rồi. Yeah! Phát tài đại lợi. Hòa khí sinh tài. Ngọc Hoàng Trù Phủ. Hoàng Kim cười. Ha ha. Mỗi năm đều có dư, tài lộc vào nhà, quá tuyệt vời. Không ngờ món ăn chia ra hai bên nấu mà cũng ăn ý như vậy. Tụi con không nói trước là sẽ nấu món gì? Tụi con chỉ nấu món mình nấu giỏi nhất thôi. Phải đó, không cần nói nhiều nữa, cầm đũa đi. Thôi, mọi người có lộn không vậy? Ăn cơm tất niên mà không đợi con hả? Chúng ta nói trước rồi mà, ăn cơm là không đợi người đâu. Con biết, nhưng mà mấy tên luật sư cô Nhi đó, năm mới không có ai bên cạnh rất đáng thương. Nè, con có gói một viên trôi nước về cho ba. Có lầm lẫn hay không vậy? Còn chưa ăn cơm trôi nước cái gì thiệt là. Tăng 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 tăng. Trời ơi, chè trôi nước bằng vàng hả? Là vàng thật đó. Ba. Hả? Tặng cho ba nè. Được rồi, bây giờ cũng tới lượt ba phát lì xì nghe. Hay quá. Mỗi người một bao đi nè. Cảm ơn anh hai. Nè. Cảm ơn ba. Cảm ơn ông nội. Nhớ đó, đừng có để lộn bao lì xì khác nha. Ở bên trong có vàng đó. Chuyện gì vậy? Cảm ơn ba. Cảm ơn ông nội. Được rồi, phát xong lì xì rồi. Nhà họ Mã chúng ta đông đủ đoàn viên cùng nhau ăn cơm tất niên, thật là hạnh phúc. Mọi người hãy cùng nhau cầm đũa lên. Lần đầu tiên anh nhìn thấy có người được lì xì bằng vàng mà cũng không cười. Ba đã chủ động hòa giải với em rồi, em đừng có nhỏ mọn giận ba hoài có được không? Em đâu có giận. Chuyện năm ngoái quá căng thẳng, trong lòng của em bứt rứt thôi. Đêm 30 Tết mà cãi nhau, quả thật là rất khó quên. Em nhớ là không biết ai đòi báo cảnh sát nữa. Khỏi phải hỏi nữa. Nhớ định thằng Hải rồi, người mà con cho là bạn đó, nó đã lấy của bà. Bà có chứng cứ gì hay không chứ? Chứng cứ thì bà không có. Được, con muốn chứ gì, báo cảnh sát đi. Được, cảnh sát điều tra. Đủ rồi. Hôm nay là ngày Tết mà mỗi người nhìn một câu đi. Bây giờ là em không nói lý lẽ hay sao chứ? Mã Hổ, bạn của ba đều là đội trời đạp đất, còn bạn của con thì là bắt gà trộm chó hả? Cản à, em đừng nói nữa được không? Phải đó chú, đừng có cãi nữa. Em nói là lời thật thôi mà. Bạn của ba là người, bạn của em là gì, động vật hả? Ổng coi người ta là tôm cua sao? Con người của con lúc nào cũng như vậy hết đó. Quen biết chưa bao lâu đã có thể bán mạng vì người ta được rồi. Ông nội à, uống miếng trà trước đi, đừng có giận, đừng giận nha. Đúng đó. Phải đó ba, đồng tiền vàng đó ba coi như là cho tụi con rồi đi. Dạ phải, nếu chỉ có bao lì xì không có đồng tiền vàng, con cũng ok. Con cũng ok. Ba, coi như tụi con tự mình làm mất đi, bỏ qua chuyện nhỏ này có được không? Anh hả? Phải đó, bỏ đi. Cũng may là cuối cùng không có báo cảnh sát, nếu không phải đón Tết trong sở cảnh sát hết rồi. Mấy cái chuyện nhỏ này cảnh sát đâu có để ý chứ. Cả hai nhất thời nóng giận không chịu bỏ qua thôi. Mất đồ trong nhà, nếu báo cảnh sát, anh muốn bắt sếp Hình hay là anh Hải, bắt ai cũng không được hết. Nếu như em hiểu rồi thì còn giận cái gì nữa? Em không giận, chỉ là không tìm ra nguyên nhân. Em tin là sếp Hình không làm như vậy, nhưng mà em càng tin anh Hải không có làm chuyện này hơn. Nhưng mà em và cậu ấy quả thật là chỉ mới quen thôi mà. Anh có biết sau khi xảy ra chuyện đó, ngày nào anh Hải cũng gửi mail hỏi em là em đã tìm được đồng vàng đó hay chưa? Nếu anh là trộm, anh có thành khẩn tới mức ngày nào cũng chứng minh mình trong sạch không? Lạ quá gì. Anh cũng thấy lạ phải không? À, em có nhớ là má đã tặng cho mình cuốn Vũ Trụ Huyền Bí hay là không? Ừ. Trong cuốn sách có nhắc tới hố đen. Anh nghĩ nhà mình cũng có một cái hố đen.
Trong nhà có hố đen, em không biết, có một thằng xui xẻo nữa. Ăn trái cây đi, cái thằng đen đuổi. Không ăn. Không phải muốn anh ẩm ra chứ. Ẩm nổi thì ẩm đi. Được, vậy thì ẩm. Nè, nói chơi thôi mà. Anh hai à, cam này rất ngọt đó. Không ăn đâu, ăn không nổi nữa. No hả? Hay là mình đi vào phố Tết chơi đi, thế nào? Đó. Những thứ của ngày Tết vẫn chưa chuẩn bị xong, chỉ lo chơi không mà. Hả? Còn cái gì chưa làm nữa? Đã nói là mấy đứa không biết lo nghĩ mà. Sáng nay ông kêu hai đứa đem hộp mứt ra ngoài này. Đó, hộp mứt đâu rồi? Hả? Nè, không phải anh lấy hả? Anh tưởng em lấy chứ. Con ông xin lỗi. Con đi liền nè. Con đi ngay lập tức. Đã nói là năm nay anh phụ trách lấy hộp bánh mứt ra mà. Bận như vậy ai mà nhớ được. Phải rồi, anh bị thoái quá não mà. Năm mới mà em trù ẻo anh vậy đó hả? Không chỉ trù mấy lúc này đâu. Hả? Sao lại vậy? Hai đứa giỏi thiệt ha. Chưa rửa sạch cái hộp mà đem cất rồi. Con tưởng là anh hai đã rửa sạch rồi. Con chỉ bỏ vào trong bịch mang đi cất thôi. Em bị thoái quá não hả? Anh nói vậy hồi nào? Tóm lại bệnh thoái quá não càng lúc càng trẻ quá rồi. Má, cảm ơn. Tự mình giải quyết. Ồ, ghê quá à. Ghê quá. Khoan đã. Đồng tiền bị mất nè. Cái gì mà đồng tiền bị mất hả? Phải, đồng tiền bị mất gì vậy? Là đồng tiền vàng bị mất nè. Tức là đồng tiền vàng không hề bị mất mà nó luôn ở trong hộp mất hả? Không có lý nào, đồng tiền vàng đâu có chân, sao biết tự đi vào trong cái hộp này? Chẳng lẽ sự thật của năm ngoái là như vậy? Sếp Hành à, sao chú lên đây vậy? Con dâu tôi nấu rất nhiều món, sẵn tiện mang qua đây cho sếp đại. Hai người nói chuyện đi, con đi trước nha. Đi mau, đi. Vàng, con đã lớn hơn rồi mà còn thông minh nữa. Chào sếp đại đi con. Chào sếp đại. Hoàng, bây giờ sếp đại mời con ăn sô-cô-la nghe. Sếp Hình. Sếp Hình. Sếp Hình. Đúng lúc quá vậy, hay là cùng ăn cơm luôn đi. Ngoan lắm được. Ha. Chút nữa phải về đón giao thừa. Ba. Hả? Ba có ăn được không vậy? Có hơi béo một chút nhưng mà không có sao đâu. Là tâm ý của sếp Hình, mỗi năm một lần không sao đâu mà. Phải, dùng xong nhà bếp hay chưa? Còn có đồng tiền vàng. Không, món này còn thiếu tàu hủ kỳ thêm vị. Phải bỏ vào trước khi ăn. Đúng lúc vậy, tôi có mua ít tàu hủ kỳ để tôi làm ăn cho. Được. Có nghĩa là năm ngoái không có ai lấy trộm những đồng tiền vàng của bà. Sự thật là bé Dân đã lấy mấy đồng tiền vàng bỏ vào trong hộp mứt thôi. Còn Tử Ni thì không có nhìn kỹ, đã đem hộp mứt đi cất. Tức là đồng tiền vàng căn bản không có bị mất, từ đầu đến cuối đều ở trong nhà của chúng ta. Vậy có phải là tụi con mỗi người được chia một cái hay không? Vốn dĩ định cho mấy đứa mà, tất nhiên phải cho lại mấy đứa thôi. Tức là năm nay tiền lì xì mừng tuổi tới 2 đồng tiền vàng luôn. Đúng là chuyện tốt thành đôi. Kháng nghị, anh hai, tụi nó được 2 đồng vàng, em chỉ được có một cái. Được rồi, đừng có la lối nữa. Để anh buộc cho em một đồng vàng nặng 2 lượng có được hay không? Dĩ nhiên là được. Lại nữa rồi. Anh hai đã bị em hôn trúng rồi. Rồi. Cảm ơn anh hai.